Chúng ta muốn một đời này về thế giới cực lạc thì mình cũng phải chịu khó chịu khổ một chút nha quý vị. Bằng đêm 12 giờ khuya tu xong, sáng phải thức dậy sớm đi tu, chứ không phải là ngồi chơi sơ nước mà được giáng sanh về cực lạc đâu. Nghĩa là mình cũng phải siêng năng, rồi kiên nhẫn, rồi nó chắn ra là mình rất nhiều cái để kết hợp lại. Từ niệm Phật, từ nghĩ thiện, rồi từ cái niệm niệm hướng về thế giới cực lạc, dữ lắm đó quý vị. Nên những đức nói rằng là cái môn niệm Phật lễ Phật mình đang áp dụng này hay, rất là hay. Như nói rằng là mình tập thể dục nó có cái tốt của tập thể dục, nhưng cái môn lễ Phật này nó vừa cả thân tâm mình đều được tập. Quý vị biết rằng là một thờ 40 phút của chúng ta lễ Phật, 40 phút đó chúng ta lễ được khoảng 42 lại quý vị. 42 lại. Ví dụ như sáng quý vị thức dậy, quý vị niệm Phật xong lễ Phật được 62 lại chứ. Lại được 62 lại. Mà một lại nó là 4 nhịp. 4 nhịp niệm 4 câu A Di Đà Phật là 16 niệm được một lại. Ha. 16 niệm được một lại. Mà quý vị lại 62 lại thì quý vị niệm được bao nhiêu niệm? Được 992 niệm. À, tính ra thì quý vị biết rằng là mỗi buổi sáng chúng ta gieo vào chủng tử chúng ta được 900 mấy câu Phật hiệu, và chúng ta lễ năm bốc sát đắc được 60 mấy lại. Nghĩa là cái tâm niệm mỗi buổi sáng này nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Bởi vì nó sẽ tích tụ một cái nguồn năng lượng như chúng ta cực kỳ cao. Tại vì niệm Phật là niệm đại thiện nhất, nên buổi sáng mà mình tu tập xong lại được 62 lại, đúng là 64 lại đó, nhưng mình được trừ tới trừ lui chắc chắn là 62 lại. Còn chúng ta là tới 4 nhịp A Di Đà Phật là 16 niệm mới được một lại. Thì quý vị tính ra thử coi, sáng nào mình cũng nạp vào câu Phật hiệu gieo vào chủng tử cho chúng ta, và chủng tử Phật này thì nó tăng trưởng cái năng lượng cho chúng ta cỡ nào chưa. Nên đừng có bỏ nó, thật sự mà nói nó tích tụ nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn, và giúp cho đó mình rất sáng suốt và tỉnh táo, và nó loại trừ ra những cái bất an lo âu ra. Ý tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, mà câu Phật hiệu bị gieo vào thì câu Phật này là nó giải cái tâm bất an, nó giải cái rắc rối, cái lo âu. Thì biết rằng là mình nạp nhiều cái lo âu vào tâm mình nhiều quá, nên nó làm cho mình bị rối bên trong và bất an lo âu sợ hãi. Nhưng mà cái câu Phật hiệu nó cho mình nhìn được vô thường, mà đã là vô thường thì không có một cái gì tồn tại, đã là không có gì tồn tại thì mình nặng nề cái gì trong cuộc đời này. Nên câu Phật hiệu là nó giải vô thường, nên từ nơi đó mà chúng ta được an tâm. Nên buổi sáng mà tu một thờ tuyệt vời, rồi mỗi thờ kia những đức lại điều tiết cho vị là lễ Phật 40 phút, quá tuyệt. Lễ Phật 40 phút xong hồi hướng cái vèo nghỉ luôn. Đó là một cái cách tu mà đưa ra để cho quý vị áp dụng thì thôi, đúng là quá tuyệt vời. Đó là phải nói là những đức áp dụng rồi những đức mới tính ra rất kỹ để cho quý vị áp dụng được. Tại gia cư sĩ, chúng ta tại gia cư sĩ áp dụng rất tuyệt vời, rất thù thắng. Ví dụ như bây giờ ngồi không lễ Phật được một công việc gì đi, mà mình tiện lợi chút nào, bật cái điện thoại lên, người ta lễ mình niệm xá okay. Hoặc không chấp tay xá được cũng bất, cũng không được thì cúi đầu một cái. Đó là tâm niệm, hiểu chưa? Gọi là tâm niệm, gọi là mình hướng đến với Phật, giống như tâm niệm mặc niệm đều là được thù thắng. Đó là điều là gieo chủng tử Phật vào tâm, mà chủng tử Phật mà vào tâm thì nó giải những cái bất an, nó giải những cái bất an. Vì cái bất an trong cuộc đời này là cái gì biết không? Cái bất an trong cuộc đời này là sợ bị mất mát.
Chúng ta nói rằng là riêng bản thân chúng ta sẽ không bao giờ sợ gì, nhưng chúng ta bị sợ cho người thân của mình, cũng bị dính luôn. Tại vì cái tác động của người thân là tình ái nhiệm. Bản thân mình có khi mình không sợ mà mình sợ cho người ta. Mình sợ cho người ta vì mục đích gì? Mình hãy tính rộng ra. Mình sợ cho người ta vì mục đích gì? Ví dụ chồng vợ, mục đích là tình thương yêu. Mà tình thương yêu trong đó là cái gì? Là ích kỷ nằm bên trong. Tình thương yêu là ích kỷ. Vì suy nghĩ cho kỹ nghe. Cái câu mà tình thương yêu là ích kỷ á, suy nghĩ cho thật là kỹ nghe. Thí dụ như bây giờ mình thương vợ mình, cái tình thương yêu mình thương vợ mình, mình sẽ thương vợ mình sao? Đó. Rồi mình sợ mắc vợ mình. Tại sao mình sợ mắc vợ mình? Nên cái tình thương yêu nằm bên trong là ích kỷ. Nên chúng ta nói chúng ta không lo cho mình, mà chỉ lo cho người thân của mình. Mà trong cái lo cho người thân của mình, nó có cái ích kỷ để lo cho người thân của mình. Thí dụ như giờ một người phụ nữ thương một người đàn ông, nếu người đàn ông này không còn cái chức năng của đàn ông thì người phụ nữ này còn thương không? Không. Nên tình thương yêu đó nó có cái ích kỷ nằm bên trong, là chấp nhất và dính mắc nằm bên trong. Đó. Nên từ nơi đó mà câu vật hiệu này nó lý giải được cái vô thường, nó lý giải được cái rắc rối, nó lý giải được cái bất an. Nên câu vật hiệu là chữ giác ngộ. Nên giải được. Giải được rồi thì thông tâm. Thông tâm thì tự nhiên an lạc. Và tin vào nhân quả, và mỗi một con người đều có nhân và có quả của họ. Mình có lo, mình có giải quyết cho họ cũng không được. Cái này đặc biệt ghê. Thật sự rất là quan trọng. Nếu nhận thức được chỗ này, quý vị sẽ sống rất đặc biệt. Mà cái sống đặc biệt của quý vị là cái an tâm cho người bên cạnh quý vị. Nhớ kỹ nghe. Cái sống đặc biệt của quý vị là cái an tâm cho người bên cạnh của quý vị. Đừng bao giờ nói rằng tôi thương người thân tôi chỉ lo và tôi che giấu những cái buồn khổ để cho họ đừng bận tâm. Sai. Vì cái tác động của nội tâm là tác động lan can. Và cái tác động của bất an là tác động cho toàn thế giới. Chứ không phải chuyện giỡn đâu. Ảnh hưởng qua địa cầu. Nên cái sự bất an và cái sự sợ hãi, cái tâm ác niệm là tác động vô quả địa cầu nguy hiểm lắm. Ác niệm gọi là nóng bức, sân si, tham chấp, nhiều thứ. Đó toàn là cái tác động quỷ hoại làm ảnh hưởng qua địa cầu. Thí dụ như bây giờ hoàn cảnh xung quanh của chúng ta, thí dụ chúng ta chỉ cần nóng bức, tức tối, bực bội thôi, thì xung quanh chúng ta, cây cối chúng ta sẽ không muốn chăm sóc nữa. Mà đã là không muốn chăm sóc nữa thì cây cối nó khô héo chết đi. Mà cây cối nó cũng ảnh hưởng cho cái quả địa cầu. Đó, thấy không? Nên cái sự bất an, cái sự bực bội, cái sự khó chịu của mình sẽ hủy hoại hoàn cảnh xung quanh của chúng ta. Và khi tâm niệm của chúng ta bực bội, khó chịu thì tức khắc cái chuyện dọn nhà, chăm sóc con cái, làm ăn của chúng ta đều bị ảnh hưởng hết. Nên đều là chịu chung hết. Không có nói rằng là che giấu để cho người khác bình an gì hết. Đều là bị tác động lan can hết. Nên cái tâm niệm thiện của mình, sự bình an của mình sẽ làm ảnh hưởng đến với tất cả mọi người. Nên chúng ta phải biết thương mình thì mới biết thương người khác. Nên đừng bao giờ nói rằng là tôi vì ai mà tôi che giấu những khổ đau của tôi. Tại vì sao? Vì tâm nó tác động kinh khủng lắm. Trong một gia đình, một con người sân si khó chịu sẽ tác động người trong gia đình sẽ cảm thấy không muốn về nhà. Vì để ý thì chỉ cần trong gia đình quý vị 4 thành viên, chỉ cần có một con người bực bội sân si khó chịu là nó tác động cho 3 người kia đi đâu không muốn về nhà. Vì về gia đình mình cảm thấy không thích. Đó. Hoặc là trong gia đình quý vị có một người bị thần kinh, la lối sùm hết chứ, thì quý vị làm cho 3 người ở trong nhà quý vị sẽ không muốn về nhà. Và không muốn dẫn ai về nhà. Vì dẫn người về nhà cảm thấy bị ngại mắc cỡ. Đó là cái tác động của một thành viên. Quý vị coi kinh chưa? Nên từ nơi đó mà trong gia đình ai cũng được bồi dưỡng về mặt tâm linh thì gia đình này chắc chắn là hạnh phúc. Dù không có giàu cũng hạnh phúc nữa. Vì sao? Vì 4 thành viên này nó kết hợp thành một. Nó gọi là đoàn kết. Mà đã là đoàn kết thì dù một cọng rau miếng đậu hũ nó cũng vui nữa. Nhưng mà đã là mắc sự đoàn kết thì dù là cao lương mỹ vị nó vẫn là cảm thấy không được hạnh phúc. Nên cái hạnh phúc nó cũng chưa chắc rằng là tiền nhiều. Những đứa nói câu chưa chắc nha quý vị. Có nghĩa là không có tiền bạc gì thì nó cũng khó bồi dưỡng được hạnh phúc. Vì cuộc sống chúng ta cần phải có tiền, nhưng mà cũng không phải là quá nhiều tiền. Nên chúng ta gọi là biết đủ thường vui. Biết đủ thường vui là như vậy. Chúng ta không đá đổ quý vị. Chúng ta không đá đổ. Nhưng chúng ta cũng đừng nên lụy với nó quá.
không đá đổ mà cũng đừng nên lụy nó quá. Như vậy thì đối với vật chất cũng vậy, đối với con người cũng vậy, chúng ta cũng đừng nên lụy quá. Khi lụy quá thì chúng ta nhất định sẽ bị tác động khổ đau. Lụy vì ví dụ như Phật dạy mình là thương yêu, dính mắc, rồi xa lìa khổ. Rồi chúng ta giống như chi cầu không được thì cũng khổ, được rồi mất đi cũng khổ. Nên cái mà chúng ta khổ đây đa phần là gì? Lụy vào nó. Ví dụ như chúng ta ví dụ một chiếc xe mình đi, mình rất lụy cho chiếc xe này, mình cực kỳ thích chiếc xe này. Nếu chiếc xe này bị ăn trộm lấy, mình cực kỳ khổ gì bị mất chiếc xe này. Một chiếc xe tính ra được con người bên cạnh chúng ta. Nên cái mà lụy vào thì tức khắc đó là sự tác động cực kỳ khổ đau. Giống như mùa dịch, có hai vợ chồng già này bảy mấy, 80 tuổi rồi, người vợ mất đi, ông chồng ôm cái xác chết của bà vợ, ông hung ông khóc, ông kêu gào ông khóc, ông hung bà chục, ghê không? Đó gọi là lụy vào đó để khổ đau. Nó không có sai đó gì thế gian, nhưng mà nếu nói về Phật pháp, chúng ta bị khổ đau khi lụy vào, và cái sự mà tái sinh của nó sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn cho đời kế tiếp. Nên đạo Phật tuyệt vời ngay cái chỗ là bồi dưỡng cho chúng ta để cái đời kế tiếp được đến đâu. Mà cái đời kế tiếp đến đâu là cái tâm niệm, ý niệm của chúng ta mỗi ngày quân tập cái gì. Nên tại sao chúng ta phải niệm Phật? Vì quân tập Phật hiệu. Phật hiệu là giải những cái lục đạo luân hồi. Vì ái không nhiễm không sanh tha bà. Mà có Phật hiệu là quá giải ái nhiễm. Ái là thương con người sống trong cuộc đời, dùng tình thương để lan can đến nhiều người, và dùng tình thương để chúng ta mở rộng phạm vi giúp người. Tình thương thì phải có, nhưng mà thương nhưng không lụy và ái. Nên chữ Phật là giúp cho chúng ta nhìn ra đừng lụy và đừng ái. Đây là cái cực kỳ quan trọng. Nên cái ý niệm Phật hiệu rất hay, ý niệm Phật hiệu cực kỳ hay. Vì sao người niệm Phật đạt tới một trình độ là quý vị sẽ rất an lạc và rất là vui. Và quý vị niệm đến một cái trình độ là quý vị quá giải quán thù, quá giải hận thù cực kỳ mau. Tại sao có những con người người ta, ví dụ như người ta không có sự tu hành gì, khi người ta giận hờn giận rất lâu. Vì sao? Vì người ta không có câu Phật hiệu và không nghe được nhân quả. Nên người ta bị sấy vào cái tình chấp cái ngã. Khi sấy vào tình chấp cái ngã thì giận mới lâu. Còn khi mình mà tu tập tin nhân quả niệm Phật thì nó giảm bớt cái ngã. Mà giảm bớt cái ngã thì giảm bớt giận hờn. Nên Bồ Tát gọi là vô ngã. Vô ngã là không còn chấp chính mình. Vị tha là chỉ có vì người khác. Đây là cái rất quan trọng về cái ý niệm, tâm niệm mỗi ngày niệm Phật. Quý vị thấy rằng là một câu Phật hiệu này không đơn giản quý vị. Khi niệm một câu Phật hiệu này rồi, quý vị có một cái sức lý giải cực kỳ đặc biệt. Mà cái sức lý giải này nó không phải là quý vị có cái lập trình gì để nói lý giải ra. Thí dụ như quý vị vào trường học, quý vị nhất định phải có một cái giống như một cái sườn giảng dạy. Mình lập trường trước, ghi chép trước, thí dụ tính trước. Nhưng mà khi quý vị niệm Phật thì nó có một cái phát triển tự nhiên, tự nhiên phù hợp vào mỗi một con người khi nghe. Thì khi mỗi con người khi nghe, họ sẽ có cái lợi ích. Và cái nghe đó nó sẽ lợi ích cho quý vị khi gặp sự trở ngại. Có nghĩa là viên thuốc thì nó rất hay. Vì dùng viên thuốc ai với đạo Phật này, quý vị uống vào nó có thể nằm đó. Và khi quý vị trúng độc, buồn giận sân si, không vừa lòng không vừa ý, thì tức khắc viên thuốc ai với đạo Phật này nó phát triển liền và nó lý giải liền. Nó giải được cái độc tham sân si đó của quý vị. Thế hay chưa? Bởi vì mới nói rằng một câu A Di Đà là viên thuốc thần diệu. Nếu bỏ đây không uống thật là ngu lắm mà. Nên có vật hiệu này bị cứ dùng đi, không có tác dụng phụ đâu, rất hay, tuyệt vời lắm. Mà cái cách dùng có vật hiệu này mình không bị nặng đầu óc, nó còn tuyệt vời hơn nữa. Có những người người ta dùng có vật hiệu mà người ta dùng ý căn để dùng, là người ta căng thẳng để dùng làm sao để tâm mình thanh tịnh, nó cũng bị tác động. Vì ý căn nó ảnh hưởng thần kinh. Nếu mà chưa đạt được trình độ diệu tâm thì nó sẽ bị ảnh hưởng về thần kinh của mình. Nên có những người niệm Phật, người ta muốn bắt niệm tự niệm, người ta căng thẳng quá người ta cũng bị điên luôn. Nên mình dùng cái cách là diệu tâm để niệm Phật. Vọng tưởng nhiều cũng được, vọng tưởng ít cũng được, cứ niệm Phật
thì không bao giờ bị tác dụng phụ gì, vì ảnh hưởng về cái thần kinh mình. Càng niệm càng sáng suốt, càng niệm càng thông minh, và có một sức lý giải cực kỳ rộng. Và con người quý vị có một cái sự mà khoan dung và tha thứ, tâm lượng mở rộng ra. Vì có Phật hiệu là tâm lượng mở rộng, niệm nhất rồi tâm lượng mình mở rộng. Mà tâm lượng mình mở rộng là ngay chỗ nào? Là Phật tánh của mình phát triển. Chị nhớ kỹ, con người mình thí dụ mình không niệm Phật gì đi, mà cái thiện căn mình với Phật pháp nó kém đi, thì quý vị biết rằng con người tâm phàm phu nặng thì tính tình hẹp hòi nhiều. Mà khi con người đã phát triển cái gì về tự tánh Phật ra, là tâm lượng mình rộng lớn ra liền. Mà tâm lượng mà rộng lớn ra là sự khoan dung tha thứ của mình cực kỳ là đặc biệt. Mà sự khoan dung tha thứ của mình phát triển mạnh như vậy thì quý vị làm sao khổ được quý vị? Người ta khổ nhưng quý vị không có khổ. Tại vì sự khoan dung tha thứ quý vị nó lớn quá. Khoan dung tha thứ rồi là giải độc rồi. Còn không khoan dung không tha thứ là chúng độc. Mà chúng độc này lại chữ vào để cho nó nhiễm từng điểm trong cơ thể. Nên có người mà giận hờn sân si mà để lâu là chúng ta đang bị chúng độc lâu dài. Để lâu chừng nào là độc này càng khó trị chừng này. Nên quý vị niệm Phật, cái tâm niệm này nó chuyển xây những cái buồn giận kia, từ nơi đó mà nó giải độc cho quý vị rất hay. Nên thuốc thế gian uống có thể trị một số căn bệnh thông thường, nhưng không thể nào trị nghiệp. Nhưng viên thuốc ai với đạo Phật trị luôn túc nghiệp. Nên mới nói câu là niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp. Nhưng phải niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Vì sao phải càng niệm lâu dài? Vì niệm lâu dài để phát Phật tính. Mà Phật tính mà phát rồi, lúc đó mới chuyển phàm tâm. Nên một câu Phật hiệu này tuyệt vời lắm. Cố gắng nha quý vị, cố gắng mà niệm. Đây là những điều như Đức chia sẻ để vị thích niệm Phật và nỗ lực niệm Phật, siêng năng niệm Phật để gieo chủng tử Phật vào tâm chúng ta. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật.